Từ ngày 31 tháng 5, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là lúc khu bếp nữ công gia chánh của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp bắt đầu đỏ lửa, cung cấp hàng trăm suất ăn miễn phí, hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt trạm. Trung bình mỗi ngày, các chị nấu hơn 100 suất ăn và hơn 200 chai nước mát. Đặc biệt, món nước đường phèn, chanh, sả gừng đã trở thành thức uống nhận lại nhiều lời khen ngợi. Khi mà gửi tới những cái phần nước này cho cái lực lượng trực chốt á, thì các đồng chí có phản hồi rất là tốt, là món nước rất là mát và giải nhiệt trong cái thời tiết nắng nóng. Theo bà Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp, việc nấu ăn trong ngày dịch không giống ngày thường. Mọi người làm việc trong điều kiện giãn cách để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang liên tục. Mặc dù đứng bếp rất nóng, nhưng mọi người vẫn đeo khẩu trang. Các thành viên tại bếp nấu xong sẽ có bộ phận bên các phường đến nhận và phát lại cho các chốt trạm. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã đo cùng với cán bộ hội viên tại quận hội chia ca trực cũng như là thực hiện cái việc là nấu ăn tại chỗ tại cái bếp nữ công gia chánh của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. Mặc dù là quân số là thực hiện theo cái giãn cách, nhưng mà chúng tôi vẫn đảm bảo một ngày như vậy nấu 100 suất cơm. Song song đó thì qua cái trang Facebook của hội cũng như là trang Facebook cá nhân, trang Zalo cá nhân, thì các tấm lòng vàng từ các cái đơn vị cũng như là các cá nhân đã gửi đến hội các cái nhu yếu phẩm, ví dụ như gạo, mì, sữa, đường, nước mắm, bột ngọt, để nhờ hội chuyển đến những hộ đang bị cách ly trong các cái khu vực. Ngoài cung cấp các suất ăn miễn phí, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động khác như hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch COVID-19, vận động ủng hộ khu cách ly, tổ chức gian hàng không đồng, hỗ trợ cho chị em phụ nữ nghèo, người bán vé số gặp khó khăn do dịch COVID-19. Để giải quyết cái việc khó khăn đối với những cái khu vực bị cách ly cũng như là phòng chống dịch, thì phải nói là Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp các bạn hết sức là năng động, chung tay thực hiện các cái bữa ăn hỗ trợ, đặc biệt là các cái chốt, để làm sao anh em có thêm sức khỏe, có thêm cái sự yêu thương của hội cũng như là các vị mạnh thường quân của cộng đồng, để chúng ta chung tay làm sao là sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Trong đợt dịch lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài quận hỗ trợ gần 50 triệu đồng, 5 tấn gạo, 5 tấn rau củ quả, hơn 600 thùng mì tôm, 500 thùng nước, 3.000 khẩu trang y tế và nhiều nhu yếu phẩm khác.